Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cao độ, tên của các nốt nhạc và vị trí của chúng ở trên khuôn nhạc. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau mở Final ra và nhấn vào Default Document để chúng ta bắt đầu vào bài học. Như bài trước chúng ta đã làm quen thì chúng ta biết là khi Final mở ra thì chúng ta sẽ thấy có khuôn nhạc, có khóa son và có chỉ số nhịp. Bây giờ để viết các tên nốt nhạc, các tên nốt độ cao của chúng thì chúng ta sẽ chú ý là chúng ta bài học hôm nay chúng ta sẽ lấy nốt tròn để làm mẫu cho dễ nhé. Như bài trước chúng tôi đã giới thiệu thì khóa son thì chỉ cho chúng ta biết là vị trí của nốt son nằm ở đâu. Vị trí của nốt son nằm ở dòng kẻ thứ hai. Và từ vị trí nốt son này thì chúng ta sẽ tìm được ra các cái nốt khác theo hệ thống Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đô. Đấy, trợ âm nhạc gồm có 7 nốt như vậy. Vậy thì bắt đầu ta sẽ tính như thế nào? Ta sẽ tính là cứ một dòng rồi lại đến một khe, một dòng khe, một dòng một khe. Tính lên cũng vậy, một dòng khe, dòng khe. Và tên nốt của chúng là Son, La, Si, Do, Re. Thì bây giờ ta sẽ lấy nốt Son để làm chuẩn này. Ta có nốt Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son, La. Khi nó đi qua khuôn nhạc thì nó sẽ sinh ra chúng ta được các cái dòng kẻ phụ. Đây, dòng kẻ phụ là những dòng kẻ ngắn, rất là ngắn đây này. Đây, bây giờ ta sẽ đếm tính lại. Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son, La. Chúng ta cứ thấy rằng là nó cứ một dòng đến một khe, một dòng đến một khe, một dòng đến một khe. Cứ như vậy thì khi chúng ta tính xuống cũng vậy. Nốt Son nằm ở dòng kẻ thứ hai. Tính xuống Fa, Mi, Rê, Đô, Si, La, Son, Fa, Mi. Chúng ta ở trên cái khuôn nhạc khóa son này thì chúng ta chỉ cần làm quen với các nốt nhạc có ở trong cái âm vực giọng hát của chúng ta. Người hát cao thì lên khoảng độ nốt La, nốt Si hoặc Đô. Thế còn người hát trầm thì xuống được khoảng đến nốt Mì. Đó, nốt Phà, nốt Mì. Tạm tạm như vậy. Bởi vì khi nó đi qua cái đi xuống quá dưới này thì người ta sẽ sử dụng một cái khóa khác. Bây giờ tôi sẽ hệ thống lại tất cả các nốt nhạc từ thấp đến cao nhé. Hệ thống lại. Các bạn cố gắng chúng ta học thuộc được các cái tên nốt. Mi, Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, Do, Son. Chúng ta quay trở lại nốt này. Si, nốt Do, nốt Re, nốt Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si,
tôi sẽ viết tên lại bên dưới này để các bạn dễ nhớ nhé. Mi fa son la si. Đô. Tôi viết không dấu cho dễ. Khi chúng ta viết khuôn nhạc mà chúng ta thấy nó bị giãn cách như thế này thì chúng ta thấy rằng là nó rất là xấu. Để chỉnh sửa được cái giãn cách này thì chúng ta dùng con trỏ chuột đây, nhấn chọn tất cả các khuôn nhạc, tất cả các ô nhịp, nhấn chọn tất cả như này. Sau đó ta để chọn được hết tất cả bốn cái khuôn nhạc này thì chúng ta nhấn vào cái ô nhịp đầu tiên, nhấn giữ phím Shift và nhấn ô nhịp cuối cùng. Sau đó ta vào trong phần Utility, ta chọn Fit Measure. Ở đây thì chúng ta muốn là nó có 8 8 cái ô nhịp ở trên một khuôn nhạc. Đó. Thì chúng ta gõ vào đây, gõ trong cái phần này. Số 8. Và ta nhấn OK. Thì vậy thì là cứ mỗi một ô nhịp nó sẽ có 8. Nó sẽ có 8 à, mỗi một khuôn nhạc nó sẽ có 8 ô nhịp. Ở đây ta vẫn thừa ra này thì nó phải là lên là 10 thì nó mới đẹp. Ta chọn lại. Chọn Fit Measure. Chọn 10. OK. Đó. Để cho cái phần chữ này nó xuống bên dưới một chút, ta chọn vào cái biểu tượng có cái bút lông và lọ mực này, chọn vào nó, ta kéo. Ta sẽ thấy nó xuất hiện lên bốn cái nút này. Chúng ta sẽ cầm, ta kéo cái đầu tiên xuống thì cái chữ của chúng ta nó sẽ lui xuống bên dưới. Thì các bạn thấy rằng bây giờ ta quay lại với cả bài hôm nay thì ta thấy rằng là các nốt nhạc mi fa son la si do re cứ hết một vòng thì nó lại quay trở lại với cả cái tên nốt giống như vậy. Mi fa son la si do re. Mi fa son la si. Sau này lên cao nữa thì nó vẫn cứ như vậy. Nó cứ quay đi quay lại với 7 nốt nhạc này thôi. Nốt nhạc. Nó quay đi quay lại với 7 nốt nhạc này. Cho nên là chúng ta chỉ cần nhớ được thứ tự của chúng khi tính lên và tính xuống thì chúng ta sẽ tìm được ra các nốt nhạc ở trên khung nhạc. Các bạn cố gắng ghi nhớ cái vị trí và tên nốt của chúng ở trên khung nhạc để chúng ta rất dễ để làm việc. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần tiếp theo, đó là chúng ta sẽ hiển thị các nốt nhạc này ở trên khung nhạc trầm hơn. Đó là khung nhạc với cái đầu khung nhạc người ta viết một khóa gọi là khóa pha. Bây giờ để thêm một khung nhạc mới thì có rất nhiều cách, nhưng mà cách mà
chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở đây. Thì sau này khi chúng ta sử dụng để làm các cái bài nhạc phức tạp hơn, hoặc là chúng ta có thể ghi tổng phổ cho một bài nhạc, hoặc là làm một cái beat nhạc để cho người hát, chúng ta sẽ sử dụng nhiều loại khung nhạc hơn. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, chúng ta vào phần Window. Nó nằm ở cái menu bên trên cùng đây này, các bạn nhìn nhé. Window, chọn Window, chọn Score Manager. Phím tắt của nó là con chuột cây, nghĩa là nhấn phím Control cộng với phím K. Nhấn vào đó thì nó sẽ ra cái bảng Score Manager này. Cái bảng này nó sẽ hiển thị là có bao nhiêu khung nhạc ở trên này, thì nó sẽ có ở trên cái bảng này của chúng ta. Để thêm một khung nhạc nữa vào thì chúng ta sẽ nhấn vào nút Add Instrument này. Đây, để thêm một khung nhạc, nhấn Add Instrument. Và ở bên này nó sẽ có rất nhiều thể loại nhạc đó, để cho chúng ta có thể soạn được một bản nhạc theo thể loại gì thì nó có ở bên này. Mỗi một thể loại nhạc thì nó sẽ có rất nhiều các cái nhạc cụ nó có ở trong cái thể loại nhạc đó. À, như thể loại nhạc thính phòng này, nó có các thứ như này. Chúng ta chưa cần để ý đến bên này vội, chúng ta cần để ý là bây giờ chúng ta thêm một cái khung nhạc nữa. Ta sẽ chọn vào cái đầu tiên đây, Blank Start, đúng không? Đây thì nó sẽ ra một khung nhạc nữa cho chúng ta này. Cái khung nhạc này để ta lấy được cái âm thanh, nghĩa là ta lấy nhạc cụ ấy, thì ta sẽ chọn vào cái phần sound bên này, để ta chọn được các âm thanh, các nhạc cụ. Đó. Thì bây giờ ta chưa cần đi lấy các nhạc cụ gì cả, thì ta cứ để nguyên như này. Ta để nguyên này để ta lấy cái tiếng mặc định nó là tiếng piano. Ta đóng lại. Một là đóng lại, hai là chúng ta sẽ chỉnh sửa luôn. Ta lấy cái khóa nhạc này, đó là khóa son. Bây giờ để chúng ta lấy được một cái khóa khác gọi là khóa pha, để chúng ta thể hiện các âm trầm hơn, thì ta chọn luôn vào trong cái này, trong phần first crowd này. Đây là thể hiện là khóa. Nó có rất nhiều các loại khóa ở đây. Đây là khóa son, đây là khóa đô. Đây là khóa, này là khóa tự do, khóa này thường là dành cho trống. Nó không có một cái, nó không có khóa rõ ràng, bởi vì là các cái nốt hiển thị cho nó là nó sử dụng là tiếng không có cao độ, như tiếng trống, tiếng chiêng thì thường là không có cao độ, ta sử dụng cái khóa này. Đây là khóa đô. Khóa đô thường sử dụng cho các loại đàn dây như la violin các thứ, ta thường sử dụng cái loại khóa đô này. Đây là khóa pha. Khóa pha này nó có số 8 ở bên dưới, nó nghĩa là nó cao hơn một quãng 8, nhưng chúng ta không cần thiết quan tâm những cái đấy. Ta chỉ cần biết đây là tên, nó là tên là khóa pha. Đây cũng là khóa son, nhưng mà khóa son này nó khác, là nốt son nằm ở cái dòng kẻ thứ nhất đây này. Đó. Khóa pha này thì các bạn thấy là nó có dấu hai chấm ở đây, để cho chúng ta biết rằng là nốt pha nằm ở cái dòng kẻ thứ tư này. Đó. Các cái khóa này nó đều cho chúng ta biết cái vị trí của cái nốt nó đi theo khóa đấy nhé. Như giả sử đây là khóa đô thì nó đang chỉ đây,
chỉ cho chúng ta biết dòng kẻ thứ tư đây là nốt đô. Đấy, ta lấy nốt đô này và chúng ta sẽ làm như vừa rồi, từ nốt son trở xuống hoặc nốt son đi lên đấy. Đây cũng là khóa đô, nhưng mà khóa đô này cho chúng ta biết nốt đô nằm ở dòng kẻ thứ hai. Đây là khóa này, cũng là khóa dành cho các loại nhạc cụ không có cao độ, như là dành cho các loại bộ gõ như là trống, chiêng, mõ như các thứ. Đây cũng là khóa pha. Đây là táp dành cho chúng ta chơi sử dụng guitar, thì chúng ta thường hay có một cái khóa táp này. Tôi sẽ không giới thiệu về khóa táp này nữa nhé, bởi vì ở đây tôi không hướng dẫn các bạn viết guitar trên nó. Tiếp theo là vẫn là khóa đô. Khóa đô này cho chúng ta biết vị trí nốt đô nằm ở dòng kẻ thứ ba. Đây cũng là khóa pha. Khóa pha này là khóa pha thông dụng nhất, người ta thường hay sử dụng cái khóa pha này. Và tí nữa chúng ta cũng sẽ sử dụng cái khóa pha này cho cái dòng kẻ thứ dòng khung nhạc thứ hai này. Đây cũng là khóa son. Đây là khóa pha. Các bạn chú ý nhìn cái khóa pha của chúng ta đấy, nó có cái hình dấu hỏi như này và nó có dấu hai chấm. Ta nhìn cái dấu hai chấm ở đâu thì cái nốt pha nó nằm ở cái vị trí đó. Cái khóa đô này cũng vậy, khóa đô có biểu tượng giống hình chữ bờ và cái mũi tên ở chính giữa cái chỗ này thì nó chính là cái chỗ nó cho chúng ta biết vị trí của nốt đô nằm đâu. Đó, đấy là các loại khóa. Cái khóa thông dụng nhất mà chúng ta hay sử dụng thì chúng ta sử dụng là khóa son và khóa pha. Bây giờ ta sẽ chọn khóa pha này cho dòng khung nhạc thứ hai này nhé. Khóa pha. Đó. Xong rồi, ta sẽ đóng vào. Vậy vị trí của nốt pha ở trên khóa pha này nó nằm ở dòng kẻ thứ tư, tính từ dưới lên nhé. Khung nhạc bao giờ cũng được tính từ dưới lên. Đó, nó nằm ở dòng kẻ thứ tư. Vậy thì bây giờ ta sẽ cùng nhau viết từ nốt mi này xuống dưới. Ta sẽ có nốt mi. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nghe âm thanh của nốt mi này và nốt mi tôi sắp sửa viết đây nó khác nhau ở điểm nào nhé. Đây, mi, pha, son, la, si. Đây. Ta thêm nốt đô luôn vào đây đi. Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là nốt mi ở đây, nốt mi ở đây so với cả nốt mi ở đây nó khác nhau đúng không nhỉ? Ta thấy là ta tính xuống dưới 1, 2 đấy, nghĩa là nó làm cách một dòng, nằm dưới một dòng. Đấy, cái này nằm dưới một khe đúng không nhỉ? Nốt pha nằm ở dòng kẻ thứ hai, đây nốt pha đây đúng không nhỉ? Giờ ta cùng nghe hai cái âm thanh này, âm thanh ở trên khóa son và âm thanh ở trên khóa pha. Thank you.
Đấy, âm thanh tương tự là giống nhau. Chúng ta có thể nghe chỉ có ở trên khóa son. Âm thanh ở trên khóa son. Và âm thanh chỉ ở trên khóa pha. Mày mày. Đấy, hai nốt đều có cái tên giống nhau nhưng mà cao độ của nó khác nhau. Người ta gọi là quãng 8 bởi vì là cứ đi qua một cái quãng 8 thì nó lại trở về cái nốt như ban đầu. Nghĩa là 1 2 3 4 5 6 7 đến nốt thứ 8 đây thì nó lại trở lại cái nốt giống như ban đầu. Trên chúng ta sẽ nghe âm thanh của nó gần như là giống nhau nhưng mà cái cao độ của nó lại khác nhau. Mì mì mì. Ở nốt mì này ta vẫn cứ là mì được. Ở đây ta cũng mì được này. Mì. Đấy. Các bạn thấy rằng là tên của chúng là vẫn là giống nhau nên chúng ta cố gắng học thuộc tất cả các vị trí của chúng ở trên hai khóa nhạc này nhé. Đó là cách viết các nốt nhạc ở trên khóa nhạc. Thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cả phần tiếp theo. Tôi tâm mở một cái bản mới đi. Ở đây thì chúng ta sẽ làm quen tiếp với cả hôm nọ chúng ta sẽ đã thấy các cái công cụ này rồi. Và ta có 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái ký hiệu này chúng ta chưa sử dụng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng từng cái ký hiệu này một nhé. Ký hiệu thứ nhất là ký hiệu dấu thăng. Dấu thăng thì để làm gì? Dấu thăng thì để tăng cái nốt nhạc này lên một nửa cung. Đấy. Giờ ta sẽ nhấn vào dấu thăng. Nhấn nốt nhạc, nhấn dấu thăng. Và ta vẫn để cùng là nốt son. Hai nốt son, nhưng mà nốt son này thì không có dấu thăng. Nốt son này thì có dấu thăng. Ta sẽ nghe xem âm thanh của chúng khác nhau ở điểm gì. Đó, âm thanh nó khác nhau. Khi có dấu thăng thì nốt nhạc này sẽ cao hơn. Nốt nhạc có dấu thăng này sẽ cao hơn nốt nhạc không có dấu thăng một chút. Người ta gọi là nửa cung. Để xóa cái dấu thăng này đi, người ta sử dụng cái dấu này. Dấu này người ta gọi là dấu hoàn. Nghĩa là trả lại nốt bình thường. Đây là hoàn lại. Nếu mà ta chót nhầm bị viết một dấu son thăng, ta muốn hoàn nó lại, trở lại như ban đầu, ta sử dụng dấu hoàn, trả nó về. Thì hai nốt này bây giờ trở lại giống nhau. Dấu tiếp theo có hình giống chữ bờ thường này. Đây người ta gọi là dấu dáng. Khi nốt nhạc có dấu dáng thì nốt nhạc có dấu dáng sẽ thấp hơn nốt nhạc không có dấu gì ở một nửa cung. Chúng ta nghe. Đó, âm thanh đã đi xuống. Để hoàn trả lại với cả âm thanh như lúc đầu, ta cũng sử dụng dấu hoàn. Đó, thì trở thành hai nốt bình thường. Vậy là ta đã làm quen được với ba cái ký hiệu này rồi. Ký hiệu tiếp theo là ký hiệu cộng 1/2. Cộng 1/2 tương tự
giống như là dấu thăng, nó cũng tăng lên nửa cung. Đó, nó cũng thăng lên, cũng tăng lên nửa cung. Nhưng mà tại sao người ta không sử dụng luôn cái dấu thăng này đi, mà người ta lại phải sử dụng cái dấu cộng 1/2 để làm gì? Bởi vì là khi muốn, người ta muốn là thăng cái nốt nhạc, nốt son này lên 2 lần, nghĩa là dấu thăng kép, thì ta sẽ cộng thêm với cái 1/2 nữa. Đây là son thăng, ta cộng thêm 1/2 nữa thì ta sẽ có nốt son thăng kép. Đây là dấu thăng kép có hình chữ X gì đó. Đây là thăng kép, đây là thăng nữa này. À, người ta muốn viết nốt thăng, thăng kép, đây là thăng tam rồi. Đấy. À, muốn thăng bao nhiêu thì người ta cứ nhấn vào đây, người ta thăng lên. À. Thế thôi. Hoàn lại. Giảm cũng vậy, giảm đến 1/2 cũng vậy. Nó cũng là dấu giáng, nhưng mà nó có thể giáng được nhiều lần hơn. Đó, nó giáng được nhiều lần hơn. Thế dấu giáng này thì có làm được như thế không? Dấu giáng là chỉ làm được một lần thôi. Chỉ làm được một lần thôi, không làm được thêm lần thứ hai. Dù có làm 10 lần đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một dấu giáng thôi. Nếu mà ta thêm âm 1/2 thì nó sẽ được nhiều dấu giáng hơn. Đó là về hệ thống âm thanh và các nốt nhạc ở trên khung nhạc. Các bạn cố gắng học thuộc các nốt nhạc ở trên khung nhạc để chúng ta biết được nốt thăng, nốt giáng, nốt hòa, nốt thăng nhiều lần, giáng nhiều lần. Bài sau chúng ta sẽ học về giọng nhé. Chúng ta dừng bài học ngày hôm nay ở đây.